Tử vi tuổi Thìn tháng 2 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Họ thường rất thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những kiến thức về tử vi của tuổi Thìn trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Thìn sẽ gặp được những hung tinh, các tinh nào? Vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên có được như ý? Và cách hóa giải ra sao? Mời quý anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch. Từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi Thành Mộc cục. Xuân Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ, về thân. Tháng này không phải là tháng có nhiều đêm đuổi đối với những người tuổi Thìn. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi Thìn sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 2 năm 2021, tức ngày 15 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất. Đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952, Bính Thìn sinh năm 1976. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 2 năm 2021, tức ngày 27 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất. Đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 và Canh Thìn sinh năm 2000. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 2, tức ngày 8 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất. Đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 1988 và Nhâm Thìn sinh năm 1952. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Thìn trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 2 năm 2021, tức ngày 14 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 2, tức ngày 26 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 2 năm 2021,
từ ngày 7 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Đây là 3 ngày các lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Thìn trong tháng 2 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Tử vi tháng 2 âm lịch của tuổi Thìn, mọi thứ đều giữ ở mức ổn định là nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Bạn sẽ tìm được lối đi riêng cho mình, mặc dù mới đầu có chút chông gai, nhưng mọi chuyện sẽ dần dần ổn định. Tài vận cũng nhờ đó mà đi lên. Sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ tăng trưởng, vượt bậc và mạnh mẽ vô cùng trong tháng 2 âm lịch. Dù làm về lĩnh vực gì, bản mệnh cũng đều sẽ nhanh chóng gặt hái thành công liên tục từ đầu tới cuối tháng. Trong công việc, đôi khi bản mệnh phải đối diện với thử thách, nhưng vấn đề không quá to tát. Chỉ cần giữ thái độ lạc quan, tự tin thì mọi việc đều có thể được giải quyết một cách thuận lợi. Đây chính là cơ hội của bạn thể hiện khả năng của mình cho đồng nghiệp, cấp trên. Thầy Gia Cát khuyên tuổi Thìn hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có liên quan đến pháp luật. Thứ hai, về mặt tài lộc. Nhìn chung tài lộc của người tuổi Thìn trong tháng 2 âm lịch khá ổn định. Việc làm ăn, hợp tác rất tốt, cho nên bản mệnh tận dụng thời gian này để tìm đối tác phù hợp cho những kế hoạch sắp tới của mình. Tài lộc trong tháng chủ yếu nằm ở thu nhập từ công việc. Bạn tài giỏi, nhiệt huyết, tận tâm nên sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Tuy nhiên, cũng chính do tính cả nể, hào phóng của bạn nên đã làm cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Tốt nhất, nên có một khoản dự trữ cho tương lai. Ngoài ra, những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mà mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Còn với những bạn làm kinh doanh, buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Thìn nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tử vi tháng 2 âm lịch cho biết chuyện tình cảm của bản mệnh không có nhiều biến động so với tháng vừa qua. Bạn và người ấy thường xuyên trao đổi, tâm sự với nhau, không để xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc. Thế nhưng có thể có những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè, người thân trong tháng 2 này gây ra căng thẳng cho bạn. Khuyên bản mệnh đó là nên nín nhịn một chút cho mọi chuyện qua đi. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận. Đây là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay, giúp chiếu căn lành, chiếu vận quý nhân, tăng cường sức khỏe, chiếu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Đối với các gia chủ tuổi Thìn, tử vi tháng này khuyên bạn nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ của bạn. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và
và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng, lấy lại tinh thần, sức khỏe. Chớ nên âu sầu, lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới vui vẻ được. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Thìn cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tử vi của từng tuổi Thìn trong tháng 2 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Người sinh năm Giáp Thìn sẽ trải qua một năm khá bình ổn, tình trạng sức khỏe của bản mệnh khá ổn định. Trên phương diện tiền bạc, tháng 2 âm lịch không phải là thời điểm thích hợp để đầu tư. Bản mệnh gặp phải nhiều trở ngại. Nếu không muốn mọi công sức mình bỏ ra đều đổ sông, đổ bể, bản mệnh cần chú ý quản lý tiền bạc, không nên thử tham gia những hoạt động đầu tư mới mẻ. Trước khi quyết định đầu tư, cần cân nhắc kỹ càng. Để may mắn hơn trong cuộc sống, cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận. Đây là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay, giúp chiếu cát lành, chiêu vận quý nhân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Thứ hai, Bính Ngọ, sinh năm 1976. Vận trình của người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, tháng 2 âm lịch khá tốt đẹp, nhất là ở trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh có thể tìm được nhiều thời điểm để thể hiện năng lực của bản thân mình, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, từ đó có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, đạt được bước phát triển lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, bản mệnh không nên vì thế mà trở nên kiêu ngạo, coi thường người khác. Bản mệnh cần giữ thái độ khiêm tốn, có cách ứng xử khéo léo với tất cả mọi người. Kiêng kỵ nhất là việc nảy sinh mâu thuẫn với người khác. Kênh phong thủy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Bính Thìn luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. Thứ ba, Mậu Thìn, sinh năm 1988. Tính cách của người tuổi Mậu Thìn có phần hướng nội, trầm tĩnh và ít nói. Họ khá bị động trong chuyện đối nhân, xử thế. Vì không quá nhiệt tình, cũng không có nhiều bạn bè thân thiết, các mối quan hệ xã hội khá lạnh nhạt. Người ra tháng này, tuổi Mậu Thìn trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, cần phải suy nghĩ kỹ càng và cần phải tìm cách nâng cao hiệu quả công việc. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cũng gặp phải những chuyện không như ý muốn. Người độc thân khó tìm được một người như ý muốn, khó thành đôi, thành cặp với người trong lòng. Đây không phải là thời điểm thích hợp để tính tới chuyện kết hôn. Còn với những người đã lập gia đình, tình cảm vợ chồng gặp nhiều trắc trở, mâu thuẫn, tranh chấp thường xuyên xảy ra. Nếu không biết cách thông cảm và thấu hiểu cho nhau thì rất dễ dẫn đến kết cục tan vỡ. Để kích hoạt sự nghiệp và tăng thêm tài lộc, các gia chủ tuổi Mậu Thìn nên sử dụng pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo đã được khai quang, trì chú. Pháp khí sẽ giúp gia chủ kỵ tà, hóa sát, chiêu tài, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ tư, tuổi Canh Thìn, sinh năm 2000. Canh Dương Kim gặp Tân Âm Kim là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng đối với bản thân. Đối với các gia chủ Canh Thìn trong tháng này nên chú ý nhiều hơn về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Bản mệnh nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình mình. Trong phương diện tình cảm, những người độc thân được nhiều đối tượng khác phái theo đuổi, vận đào hoa nở rộ, có thể nhanh chóng tìm được người phù hợp với yêu cầu của mình để tránh phiền não trong tình cảm. Bản mệnh cần có thái độ nghiêm túc khi yêu đương, không nên đứng núi này trông núi nọ hoặc giữ quan hệ tình cảm với nhiều người cùng một lúc. Ngoài ra, người tuổi Canh Thìn nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và cuộc sống. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu của các gia chủ tuổi Thìn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng,
đặc biệt là với những gia chủ tuổi Thìn trong tháng 2 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại!